Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp camera Unbox HD vào đầu ghi. Đây là cái đầu ghi các bạn. Cái đầu ghi hiện tại này là đầu ghi Unbox HD có 4 cộng dây Vega HD, cộng LAN, cộng đi nguồn. Bây giờ các bạn kết nối cái đây là cái camera Unbox HD nha các bạn, 2 chấm. Còn có một cái xui này. Xui tắt. Cái này xui gắn nguồn 2V vào. Rồi trước tiên các bạn sẽ kết nối cái camera này vào đầu ghi. Bây giờ có rất nhiều cách kết nối, nếu các bạn nhà các bạn có tận dụng có dây mạng rồi, đây dây mạng các bạn, dây mạng đây, các bạn sẽ nối đây cái balloon kết nối các bạn này, ở trên thị trường thì bán rất là nhiều các bạn cứ ra ngoài cửa hàng các bạn kêu mua balloon camera thì nó sẽ bán cho. Ở đây là cái kìm. Nếu các bạn có kìm này các bạn có thể dùng dao kéo hoặc là đó. Các bạn dùng dao kéo kìm các bạn sử dụng nhé. Đây là mình có đồ nhà sẵn thì mình thì mạng nó có 2-8 sợi chia thành 4 cặp. Rồi, chắc đầu này luôn. Đấy, đây. Cắt 2 đầu nha các bạn. Hai đầu. Rồi. Bạn để ý cái ba lô này nó sẽ có hai cái lỗ xấu gắn vào, các bạn để ý là cái này dương âm, các bạn lấy một cặp cũng được hoặc là các bạn lấy hai cặp, mình thì mình cứ lấy như đây bạn này. Các bạn lấy hai sợi này, các bạn lấy hai sợi đây. Mình mặc định cho cái dây màu cam này sẽ là dương nhé các bạn, dương đây, các bạn cho lỗ này ấn vào, rồi ok, thì mình dây màu trắng cam này mình sẽ mở định là dây âm, rồi xong một đầu, rồi còn một đầu nữa đây, thì cũng các bạn cũng lấy là dây trắng cam và cam. Bạn cũng lấy dây cam, dây dương, dương nha các bạn. Được. Dây trắng cam, bạn thấy màu trắng là âm, trắng âm. Đó, rồi. Các bạn, đây, các bạn gắn như thế này. Rồi, ăn đây. Ở bên này dây nguồn thì có sẽ có một cái nguồn 2V, các bạn gắn vào đây. Rồi còn đâu còn lại các bạn gắn vào đầu ghi. Rồi nhà có
bạn có màn hình thì có thể một là tivi lớn thì các bạn sử dụng cổng HDMI đây, còn mình sử dụng màn hình vi tính thì mình sử dụng dây Vega này. Rồi, anh vào rồi sau đó mình sẽ gắn nguồn nguồn cho đồng vi, còn dây mạng đây nha các bạn, nếu các bạn xài thì các bạn gắn dây mạng vào. Bạn đợi chút xíu, nếu các bạn có con chuột á, các bạn có thể gắn con chuột vào để chỉnh camera luôn. Kết nối rất đơn giản các bạn. Các bạn có thắc mắc và tư vấn về sản phẩm và sửa chữa camera, lắp đặt camera, các bạn hãy liên hệ cho bên mình theo số điện thoại 0934 768 778 để bên mình được tư vấn và hỗ trợ.